Hôm nay tụi mình cùng tham quan tháp chàm Okolong Garai ở Ninh Thuận nha các bạn ha. Rồi mời các bạn theo mình nha. Cùng anh bao qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ ta, và đời vẫn thế. Bán vé cho em vô gì? Dạ dạ. Chúc cho em gửi ha. Em không có tiền lẻ, em hết tiền hả? Thông cảm ha. Dạ, dạ cảm ơn chị. Xe điện hả? Rồi ok. Xe điện chứ mình sẽ đi bộ xuống đúng không? 20 ngàn một người lên xuống. Dạ dạ. Rồi, chúng ta sẽ đi xe điện luôn. Ok chị. Không, tụi em đi xe đi chứ em bỏ xuống được. Đi bộ lên thôi. Đi bộ hả? À, không có, ý là đi xe chuyến lên thôi. Thì bộ lên hả? Chuyến lên thôi. Em muốn trải nghiệm đi xuống thôi. Dạ dạ, tại em hết tiền lẻ rồi. À, vậy người lớn 20. Dạ em 10 ngàn. Đây, mình đã có xe. Vé xe điện lên mà mình. Chào anh. Rồi, các bạn. Dạ. Đây bên trong. Trong tháp chàm để bán đồ lưu niệm rất nhiều các bạn. Ủa mình tự chạy luôn ha anh ta. Dạ dạ, ok anh. Đi xe nào nhỉ? Rồi, cảm ơn anh. Đi thôi. Chặng này có một người cũng chạy nữa hả anh? Dạ, đủ người đâu, có người đâu. À, dạ. Lúc này mùa này khách du lịch nhiều không anh? Dạ, yeah, hả? À, tháng 10 đúng không? Dạ. Yeah. Ở đây là tháng 10 nó có lễ hội đúng không anh? 15 tháng 10 đúng không anh? Là âm lịch hay là dương lịch anh? Dạ. 24 tháng 10 luôn hả? Thank you.
tới anh. À, cảm ơn anh nhiều. À, cảm ơn anh rất nhiều. Chào anh ha. Dạ. Tới đây khách sạn đây. Mình cái táo này, táo rừng nè. Đây mình đã tới Hách Tràm đây. Mình sẽ đi tham quan ha. Đây. Đang ngồi trời đang mưa. Đá cổ từ ngày sang xưa ha. Ngôi đền này có từ thế kỷ thứ 13, cuối thế kỷ thứ 13, đầu thế kỷ thứ 14 các bạn. Nó còn những tàn tích dấu tích thời xưa còn rất cổ à. Đây này à. Cách này là cổ lắm các bạn. Sau một thời gian mình sẽ quay bên ngoài. Đẹp quá, hình Phật các bạn. Tháp này tháp Cù Long à. Trời xa là núi à. Con này cay. À, cái này cũng có để đuổi xuống nè các bạn. À, đây. Cái này cũng là ngõ đi xuống. À. Thường là mình hay thấy mấy khách đi. Có những cái người vũ công, nguyên tộc đó, họ múa sao đi chứ này không thấy. Xưa đó các bạn, đóng xưa nè, quá là xưa luôn. Sao anh? Chụp tranh hả? Như thường không ai coi mà muốn gì đúng không? Đây là tàn tích thời gian ở bên ngoài, ha.
Bây giờ mình sẽ vô bên trong ha, tham quan bên trong ha. Đây cái hiệu là giày dép bỏ ra bên ngoài ha. Có bên trong thờ cái gì? Bên trong nhà sẽ cây cúng á. Mình đi ra ngoài. Mình sẽ đi vào tháp bên kia. Bên trong nó làm là xích trồng nha các bạn, bên trong không có lại hết à, đó họ xích ngổ thì ngổ lại mà, hay chưa, đẹp chưa, không có một viên liên cấp nha, thằng gạch hết. Đây phải không xuống, đây nha, xuống, ô. Bên này không có lối đi. Đi xuống qua đây ha. Đây à. Mình sẽ đi qua này cuối cùng ha. Đây là cái sảnh nè. Bên này thì cũng vậy luôn, con chút độc đáo ha. Rồi nè, chính diện nè. Thế kỷ 13 chú? Chú, cái này năm bao nhiêu? Thế kỷ 13. Thế kỷ 13 luôn hả? Cuối kỷ 13. Ông này là của ông chế bằng Nga. Phải, ông vua. Ông vua hả? Vua 100 á. Vua 100, giống mà thờ là vua 100 hả chú? Là xác lập cái đền này là ổng cho ổng á, thờ ổng. Ổng mất rồi người ta làm đền thờ, thờ ổng cho ổng, ổng mới làm vậy. Ý nó là ổng... Ổng có công... Công hiền đất nước. Đúng. Ông thờ là ông vua đó. Như bây giờ mình nói đơn giản như Bác Hồ, bây giờ người ta làm cái lăng này thờ ổng. Ok. Đây là cái tháp Bồ Cửu Long hả chú? Bồ Cửu Long là thờ ông. Sau khi mình đã tham quan tháp Bồ Cửu Long, mình sẽ đi qua tháp thứ hai. Tháp Bồ Cửu Long là tháp thờ ông các bạn. Giờ mình sẽ xuống di chuyển qua tháp thứ hai. Hồi nãy mình lên xe điện, bây giờ mà xuống mình đi bộ ha.
Đây, có hàng bán lưu niệm của nó. Khu bán hàng lưu niệm hôm nay nó đóng cửa rồi các bạn. Ở đây mình coi coi, tham quan xíu. Đây nó làm nhà đa số. Ngôi kiểu hồi xưa nhiều. Vào đây khu tranh mỹ thuật và ảnh văn hóa người Chăm. Tam tàng hoàng sư này. Y phục thầy võ hay trang phục Hồ Chăm các bạn, ngoài từ xa ha. Độc đáo đẹp quá các bạn. Y phục bà vũ sư là y phục thầy võ, y phục thầy bóng, đây là y phục bà đơm cơm, y phục thông Chăm, y phục cả sư, y phục kéo nhị, y phục bà bóng, đây gì, y phục bà xế nè, phục gia đập, phục dưới đàn. Đây là xe cao của Ngọc Trâm. Trong ghi năng kẹn Saranai. Trong bà ra năm. Trong nhỏ, trong lớn. Ở đây có người làm sách, tượng người, nghệ nhân. Bột rượu hả? Mâm cao chân. Khay chầu.
5.000 tuổi đó ngồi thiệt không các bạn. Đây là chung chén trà cổ ngày xưa nè. Ống nhỏ, hộp đựng chầu, chén đồng, chén bạc, hồ lọng và kiểu. Mình sẽ vào khu lưu niệm, đẹp truyền thống. Cái lá nó đồ lưu niệm ha. Đây có quần áo của em bé không? Dạ có, mấy tuổi à? Bé khoảng 4 tuổi nha. Dạ, anh cho mặc gái. Gái? Dạ. 4 tuổi, bé nói này nè. Đầm, gọi này đồ bộ nè. Này đồ bộ nè. Là loại. Là cho bé gái. Không có cái đồ, tôi thích đồ nữ lừa này nha. Có đó, có đủ xài luôn mà. Ý là em thích mặc cái... Thích lên lò bánh lừa thế này nè. Ok. 4 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Đây. Cái này cho bé nó lộn gãi. Bao tiền bộ chị hả? Dạ 80 à. Đó, số này nhỏ hơn. Còn cái này cũng cho bé gái mặc cũng mát nè. Ừ. Đây anh. Đó. Không, không cần nữa đâu, em cần cái này dễ thương. Dạ, anh lấy một bộ này thôi. Bộ màu nào anh? Anh bộ này thôi. Dạ. Ừ. Có mua nhỏ cho chị không? Dạ. Có mấy túi á. À, đem cái từ từ, anh coi cái. Túi này là túi đâu có. Túi gỗ. Cái thân gỗ. Còn cái này cho chị. Cái này cũng dễ thương, chụp cái của con. Đây. À. Sau khi mà mình tham quan, mình đã mua một đồ lưu niệm vậy cho người thân của mình. Thôi, video của mình đây sẽ kết thúc các bạn ha. Rồi, hẹn các bạn một video khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thấy cái kênh này hay thì nhớ góp ý cho mình, hay không hay góp ý cho mình, cho mình comment, subscribe. Nhớ đăng ký chuông cho mình để xem mình có ra clip mới thì các bạn cũng xem được ha. Chào các bạn ha.